Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Mazda 3 sedan nhé. Chiếc xe thuộc phân khúc cỡ C sedan của nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp ngày 19 tháng 9 của năm 2024, hiện tại thì chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cũng đi được đâu đó vào khoảng 19 ngày rồi. Thì còn có hơn 2 tháng nữa thôi là chính thức cái chương trình giảm thuế trước bạ sẽ kết thúc. Thời điểm này thì anh em mà tận dụng quyết đoán sớm để đi mua xe ở thời điểm này thì anh em sẽ tiết kiệm đâu đó lên đến từ 34 triệu lên đến 42 triệu tùy từng phiên bản ở thời điểm này. Khi mà áp dụng thêm quyền linh động về giảm tiền mặt của đại lý bên em thì anh em sẽ tiết kiệm ưu đãi kép lên đến gần 60 triệu anh em ạ. Về chi tiết về khuyến mại cũng như là tổng lăn bánh từng phiên bản Mazda 3 sedan ở thời điểm này như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Mazda 3 sedan 1.5 Premium nhé. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 699 triệu. Hiện tại mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt anh em ạ. Thực sự là cái mức ưu đãi thời điểm trước thì em public, nhưng thời điểm này với lý do là chính sách về marketing quản lý tương đối là chặt mà em lại đang bán dưới chính sách cho phép nên là em sẽ không chia sẻ ở trên kênh. Và em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh khi mà được trừ trực tiếp vào giá xe rồi. Cũng như là thời điểm này anh em đi đăng ký thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 42 triệu tiền giảm thuế nữa. Thì tổng ưu đãi lên đến gần 60 triệu cơ anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại về phụ kiện và quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 743 triệu, trả góp thì đang là 201 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 736 triệu, trả góp thì đang là 193 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 718 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu. Đó. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi, như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại thì em không bán về tỉnh nên là anh em lưu ý là khi gọi cho em, nếu anh em tham khảo thì hoàn toàn có thể em vẫn hỗ trợ, nhưng mà em không được bán về tỉnh anh em nhé. Anh em lưu ý cho em phần này. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda 3 sedan 1.5 Luxury. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 624 triệu. Chính sách ưu đãi kép ở thời điểm này thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 50 triệu hơn 50 triệu ấy. Với mức ưu đãi như thế thì anh em cũng nên cân nhắc là đặt cọc sớm, vì là đâu đó chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là cái chương trình giảm thuế kết thúc, thì anh em sẽ được lợi đâu đó lên đến 37 triệu tiền giảm thuế anh em ạ. Thực sự là cái con số rất lớn ở cái vị trí thời điểm này, thì thực sự con số giá giảm như thế là cực kỳ lớn. Nếu anh em không chấp cơ hội thì sẽ bị mất thôi anh em ạ. Và ngoài ra thì vẫn có những cái quà tặng phụ kiện là chính hãng theo xe anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 663 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 657 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 639 triệu, trả góp thì đang là 156 triệu. Đó. Hiện tại cái phiên bản 1.5 Luxury này thì bên em đang sẵn xe đủ màu giao ngay nhé. Nếu anh em cảm thấy phù hợp với mức giá em đang chia sẻ thì cứ gọi để em hỗ trợ thôi anh em ạ. Và cuối cùng là cái phiên bản Mazda 3 sedan 1.5 Deluxe. Bản này là cái phiên bản mà dễ tiếp cận nhất. Thực sự là ở thời điểm này thì với cái phiên bản 1.5 Deluxe này, tầm tiền cũng ngang bằng với chiếc xe Toyota Vios thôi. Nếu anh em mà không quá cần thiết với những cái trang bị, những cái option, thì anh em hoàn toàn có thể là lấy cái phiên bản
1.5 ly nắp này. Sau thì anh em sẽ đi độ thêm một số những cái phụ kiện cần thiết như là cái ghế da này, hoặc là một số những cái màn hình, hoặc là cái cảm biến. Thực sự cái này nó đơn giản thôi, nó không trang bị lên nên nó không đáng bao nhiêu tiền. Đấy. Sau khi áp dụng quyền linh động về giảm sâu tiền mặt cũng như là về giảm 50% lệ phí trước bạ thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến 50 triệu anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 616 triệu, trả góp thì đang là 169 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 610 triệu, trả góp thì đang là 163 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 592 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Mazda 3 Sedan ở thời điểm ngày 19 tháng 9 năm 2024, rất là chi tiết cụ thể rồi. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì đăng ký ủng hộ kênh của em nhé, cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em.